Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện tới đây quay phim bàn giao căn nhà tình thương cho vợ chồng của anh Trường ở đây. Thì sau một thời gian cất nhà thì cũng do trời mưa gió nhiều quá, thì ngày hôm nay thì gia đình ngôi nhà cũng mới được xây dựng xong, thì Thiện cùng tới đây để quay phim những hình ảnh trò chuyện cùng gia đình để chúc mừng cho gia đình vợ chồng của anh Trường nghèo khổ mà bị tai nạn đó, thì ngày nay đã có được cái căn nhà mới ở đàng hoàng ấm cúng rồi. Thì nhà anh Trường được xây dựng cái diện tích là bề ngang 4m, dài 11m, xây nhà vệ sinh và khoan cây nước luôn. Thì một vài hình ảnh phía bên trong, Thiện mời tất cả mọi người cùng vào bên trong để trò chuyện cùng với vợ chồng của anh. Dạ, em chào anh chị. Anh chị vô đây ngồi đi. Rồi, sát sát nha. Rồi, sát vô nghe. Rồi, em chào anh. Dạ. Chào chị. Anh chị cũng khỏe ha? Dạ. Dạ, thì hôm nay em tới đây để quay phim cái căn nhà của gia đình anh chị đó, thì bàn giao cho gia đình luôn. Thì bắt đầu ngày hôm nay thì coi như là ngôi nhà này cũng là của gia đình rồi ha. Dạ. Thì anh chị có thể là vô ở được rồi. Nhà này anh chị thấy đẹp không? Đẹp. Dạ. Thấy rộng. Thoải mái ha. Dạ, thoải mái. Chị thấy sao vậy? Dạ, thấy rất đẹp. Dạ. Em cũng mừng. Dạ. Được cô chú anh chị đã cho em cái nhà, em mừng. Dạ. Dạ em cảm ơn cô chú đã, mình nghèo khổ vậy á thì dạ, được cái nhà đó, em rất là mừng. Dạ. Dạ cảm ơn rất là nhiều luôn. Dạ. Thì em thì xin em gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị. Dạ. Lời chúc mạnh khỏe. Dạ. Dạ luôn luôn mạnh ăn phát đạt. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Thì em xin đọc tên các cô chú anh chị đã gửi tiền về giúp đỡ cho hai vợ chồng gia đình mình cất được căn nhà này ha. Thì nhà của anh Trường được cô Mary Thân ở bên Mỹ tài trợ $700, chị Ngọc ở Arizona Mỹ tài trợ 5 triệu đồng, anh chị Scott Huỳnh $500, chị Bích Ngọc $300, chị Lưu Tường Vân $100, cô Tự Phúc Thanh 2 triệu đồng, cô chú ở Bắc California 2 triệu đồng, chị Diệu Thanh $200, và chú Thiện Đức và cô Diệu Đạo gửi cho gia đình là 500 euro để làm vốn. Thì phần của cô Lâm Tiết gửi cho gia đình là $200 nữa để mua sắm vật dụng trong nhà. Còn phần khoan cây nước á, thì em sử dụng cái số tiền của chị Thủy và gia đình ở bên Thụy Sĩ đó. Có gửi về cho em là 10 cây nước thì em đã khoan được 8 cây rồi. Còn gia đình anh chị đã khoan cây thứ 9 nha. Dạ, thì nhà mình tổng cộng là được giúp với cái số tiền là cũng khoảng $2,200. Thì em làm cái căn nhà là bề ngang 4m, dài 11m, lót gạch toàn bộ luôn và lắp điện luôn. Nhưng mà do cái nhà của chú An nó chưa có làm xong cho nên cũng không có kịp lắp điện cho hai gia đình đó. Thì khi nào nhà đã xong thì sẽ lắp điện song song cùng lúc hai gia đình luôn. Dạ. Yeah. Với lại thì cũng có thay mặt chị Thủy đã khoan cây nước cho gia đình xong rồi thì cái nước xài cũng rất là tốt. Thì khi mà được giúp đỡ gì đó, anh Trường có lời gì gửi đến các cô chú anh chị ở nước ngoài đã giúp đỡ gia đình anh ha? Dạ. Cũng cái hoàn cảnh nghèo cũng nhờ anh em giúp đỡ, cũng xin cảm ơn đến các anh chị ở nước ngoài. Dạ. Đã giúp đỡ cho em được căn nhà. Dạ. Mà được số vốn để làm này kia cũng rất là mừng. Dạ. Chúc sức khỏe của các anh chị đã giúp đỡ cho em. Dạ. Con thấy nhà này đẹp không? Đẹp. Ừ. Có vô đây ngủ đêm nào chưa? Chưa. Chưa hả? Vậy là ngủ cái nhà nhỏ mọi lần đó hả con? Dạ. À. Thì
Em đọc cái số tiền mà mua vật dụng giúp đỡ gia đình anh chị ha. Tại vì thấy nhà cửa cất xong rồi đó mà gia đình anh chị cũng còn thiếu thốn một số đồ giống như giường ngủ, rồi nồi cơm điện, rồi cái tủ để bếp ga. Thì đây cái tủ là mua 4,5 triệu, tủ để bếp ga là 1,350 triệu. Cái bàn học mua cho con anh chị để học là 1,6 triệu, nồi cơm điện là 300.000 hoặc gió 250.000, giường ngủ, mùng mền, chiếu gối là 2 triệu đồng. Thì tổng cộng hết là mua cái số tiền là 10 triệu đồng. Thì cô Lâm Tuyết có gửi cho gia đình là 4,6 triệu đó. Thì trừ cái số tiền ga là mua 10 triệu đó, thì cộng với cái số tiền ở bên cô chú Thiện Đức và cô Diệu Đạo 500 euro thì 12,5 triệu đồng. Đó thì cái số tiền còn dư lại của gia đình là 6,6 triệu. Thì em gửi lại cho gia đình luôn ha. Thì cái này coi như là làm vốn nha anh chị. Anh chị có thể là chăn nuôi gà vịt gì đó ha. Sáu triệu sáu trăm ngàn nha. Thì đây là cái số tiền của chú Thiện Đức và cô Diệu Đạo gửi 500 euro, nhưng mà em cũng có chích ra một số tiền cộng với số tiền của cô Lâm Tuyết á, thì mua sắm vật dụng trong nhà cho anh. Thì còn lại bao nhiêu thì em gửi cho anh chị làm vốn nha. Dạ, em gửi cho chị ha. Dạ. Được cái vốn này thì em cũng sẽ cho nuôi để không có phụ lòng mấy anh chị đã giúp đỡ cho em. Em cũng ráng chăn nuôi phụ giúp kinh tế gia đình thêm để làm có cái nguồn để kinh tế cho con đi học. Em sẽ ráng làm để có tiền để trả số nợ nhà nước trước khi em đã có dây. Thì coi như nhà cửa hoàn thành rồi, anh chị cũng có mua sắm vật dụng trong nhà cho anh chị rồi, thì còn dư lại một số tiền để anh chị làm vốn. Anh thì cái xương sống bị chấn thương đó, không có làm việc nặng được, thì anh có thể chăn nuôi gà vịt nhẹ nhẹ đó thì anh làm ha. Còn vợ thì cũng đi làm hàng ngày ở công ty đó. Thì cũng chúc mừng cho hai vợ chồng thì nay có cái gia đình, có cái ngôi nhà ở cũng khang trang ấm cúng rồi. Thì sẽ còn cái phần lắp điện nữa cho gia đình ha. Thì anh chị cứ câu bóng điện đỡ tạm 1-2 hôm, thì sau đó thì em sẽ nhờ chú tới đây để lắp điện cho gia đình nha. Rồi giờ anh đi một vòng trong nhà nha anh chị. Đi cái nhà này giống mơ không? Em đó giờ cũng không hơn là cảm nghĩ của em thì chưa, không có ao ước được cái nhà gì. Thì từ khi té tới giờ thì được nhà gì thì hôm em cũng không có tưởng tượng được ra mình được nhà gì. Cũng mừng anh ha. Cũng rất may mắn thì có duyên em tới đây để thấy hoàn cảnh của gia đình anh chị đó thì mà giúp đỡ. Thì đây là cái bàn học của vợ chồng ha. Ê, của con anh. Cái nồi cơm điện. Rồi ở đây mùng mền, chiếu gối, quạt gió rồi, mua sắm xong rồi đó. Còn ngoài này là khu vực để xài bếp nấu ăn, thì anh chị có cái bếp ga với bình ga rồi thì em mua cho gia đình cái tủ ha. Thì không phải gia đình nào cũng may mắn mà được mua sắm đồ đạc như vậy đâu. Thì có những gia đình mà được giúp đỡ nhiều á thì em đây mới giúp đỡ cho được, chứ còn những gia đình khác thì có khi nhiều người xem không có hiểu rồi nói em phân bì này nọ, nhưng mà không phải, tại vì phần phước ai người đó hưởng, cô bác giúp đỡ bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu. Đấy. Tại vì được như vậy thì em cũng rất là mừng rồi. Với em cũng chưa biết sắm cái tủ này em biết sao sắm được. Dạ.
Thì đó em nói đó, thì cô bác giúp đỡ anh chị thì em mới có điều kiện em giúp đỡ. Còn nếu mà những gia đình khác không có được giúp đỡ thì coi như cũng được cái nhà rồi, cũng ấm cúng rồi, thì từ từ làm có. Dạ. Dạ. À, ngoài này là cái nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh của gia đình, thì cũng giống như những căn nhà khác đó, thì cũng cố gắng là xây dựng cái nhà vệ sinh cho gia đình luôn. Rồi xong thì anh nhớ che thêm cái mái á, từ trước rồi này ha. Rồi dừng vách từ xung quanh chân, coi như là cái nhà mình khép kín luôn á, ban đêm đi ra ngoài này nó cũng thuận tiện hơn. Có đi trong này thử chưa anh chị? Có hả? Ở đây bơm nước thử đi, bơm cái máy bơm lên. Để coi xài nước sao. Nước này xài ngon không chị? Nó cũng lợ lợ cũng êm ha. Nhưng mà sau này cái nước nó dần nó đất đai rồi nó ổn định lại, cái nước nó sẽ ngon lại. Tại thường ở trên mặt á nó sẽ hôi sình, với lại nước nó chưa có hòa lại đó, thì sau này nó hòa lại nó sẽ ngon hơn, mà mình xài từ 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 nó sẽ êm dần. Tắt tắt đây chị, thấy êm rồi đó. Hôm nay chị nghỉ đi làm một bữa hả? Dạ. Dạ. Rồi ngày mai có đi làm lại không chị? Dạ có. Dạ. Rồi bây giờ đi làm vậy còn làm tăng ca không hay là chỉ tới hết giờ về? Hết giờ về mà hai tháng nay nghỉ nhiều quá trời luôn, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Khi thứ hai nghỉ nữa, nghe nói tháng này là cho nghỉ nhiều nữa. Dạ. Yeah. Từ từ cho nghỉ luôn. Hai giờ mình vô nhà. Còn đó là cho nghỉ dài dài đó. Dạ. Yeah. Không có nhập hàng qua bản được nên là trời hơi mưa ha, mưa. Thì tiền của cô bác giúp đỡ cho gia đình anh Trường đó thì nó cũng có giúp cho anh chị vốn chăn nuôi nhiều, nhưng mà do Thiện thấy cái nhà cần thiết xây thêm cái nhà vệ sinh với lại làm dài thêm 3 mét nữa là đủ 11 mét đó, cho nên cái phần tiền còn lại của anh chị làm vốn thì nó hơi ít, nó chỉ 6,6 triệu thôi. Nhưng mà em nghĩ thì số tiền này cũng đủ cho anh chị chăn nuôi rồi. Thì làm nhà một lần làm lần khó, làm cho nó dài ra luôn, có nhà vệ sinh luôn để sau này anh chị nó khỏe hơn. Dạ. Chứ còn sau này mà anh chị có muốn nói ra thêm nó cũng là hai khớp rồi, nó không có được như mình là một cái nó suông luôn. Đó thì cho nên tiền thì gửi tới anh chị 6,6 triệu đó thì cũng cố gắng nha, để làm ăn rồi sau này có tiền á mình phát triển dần dần lên cái nghề chăn nuôi, để có thể là vợ anh có thể làm ở nhà luôn. Yeah. Ừ. Rồi em cũng chúc sức khỏe tới hai vợ chồng và con của anh chị, chúc gia đình luôn gặp nhiều may mắn ha, để sau này làm ăn ngày càng thuận lợi phát triển hơn. Dạ. Yeah. Em cũng chúc sức khỏe của anh. Dạ. Yeah. Với các anh chị đã giúp đỡ cho em. Dạ. Yeah. Thì em cũng gửi lời đến các anh chị cảm ơn. Dạ. Yeah. Cũng nhìn điều kiện của em vậy thì cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em và yeah, nhiều người khác. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cũng mong rằng với cái sự giúp đỡ này anh chị sẽ cố gắng vươn lên ha. Em cũng còn thường xuyên tới để thăm hỏi gia đình, thì có thể là biết đâu sau này có duyên thì em có thể là tới thăm và giúp đỡ gia đình anh chị thêm. Yeah. Quan trọng là mình cũng cố gắng làm ăn, thì thấy được cái sự cố gắng đó thì cô bác sẽ giúp đỡ thêm. Chứ còn mà giúp mà ỷ lợi á, nên em nói chung chứ không phải nói gia đình anh chị ha. Yeah. Giúp đỡ mà ỷ lợi mà trông chờ đó thì cô bác sẽ không có giúp nữa đó, cho nên mình được như vậy là cái sự giúp đỡ quá lớn rồi, cho nên dạ, cần phải cố gắng hơn nữa. Em cũng xin hứa dạ, là cố gắng để làm cái gì đó để cho anh em. Dạ. Thì sau này tới thăm anh chị đó cũng mong là có cái cơ ngơi giống như ngày xưa anh chị từng mơ ước đó, có số vốn để làm ăn đó nha. Rồi em cũng xin phép vợ chồng em về đâu nghe. Dạ. Dạ. Rồi.
Dạ. Dạ. Rồi Thiện cũng thay mặt gia đình anh Trường chân thành cảm ơn tới các cô chú anh chị đã đồng hành cùng Thiện giúp đỡ cho gia đình anh Trường có được cái căn nhà ở ấm cúng, rộng rãi và đầy đủ vật dụng trong nhà. Thì Thiện cũng mong rằng sau này những cái hoàn cảnh gia đình nghèo khổ khác cũng sẽ được các cô chú anh chị giúp đỡ và cũng có được cái nơi ở ấm cúng, có nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình giống như anh Trường đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.